Xin chào tất cả các bé. Các bé ơi, cô Vân Anh có một bài thơ rất hay muốn dành tặng cho chúng mình đấy. Chúng mình có muốn nghe cô Vân Anh đọc bài thơ Bé làm bao nhiêu nghề không nhỉ? À, vậy trước khi vào bài học, chúng mình hãy cùng lắng nghe bài hát Bạn muốn làm nghề gì nhé? Nào, xin mời các con. Nào các con muốn làm gì khi lớn lên? Mình muốn làm một bác sĩ, giúp các bạn chữa bệnh ngày đây. Mình sẽ là bác sĩ tuyệt nhất nhé. La 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 la, bác sĩ rất tốt bụng. Mình muốn làm một cảnh sát rất nhanh đi bắt trộm ngay. Mình sẽ là cảnh sát tuyệt nhất nhé. La 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 la, cảnh sát này. Mình muốn làm người cứu hỏa đây. Mình chữa cháy nào dập tắt lửa ngay. Mình sẽ là nghề linh thật tốt nhé. La 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 la, chữa cháy nhanh hơn nào. Yeah! Mình muốn làm một đầu bếp nấu ăn mang cho các bạn đây. Mình sẽ là một đầu bếp. La 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 la, nấu ăn ngon cho bạn. Chào. Mình muốn làm vũ cầu. Nhảy múa rất vui và thích lắm. Ôi tuyệt quá đi. Mình sẽ là vũ cầu tuyệt nhất nhé. La 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 la, vũ công trông thật xinh đẹp. Mình muốn làm cầu bóng đá. Mình đá bóng rất hay và sẽ chiến thắng bạn ơi. Mình sẽ là cầu thủ bóng đá. La la bóng đá, ôi thật là tuyệt vời. Thế còn các bạn muốn làm gì khi lớn lên? Vừa rồi chúng mình vừa được nghe bài hát Bạn muốn làm nghề gì rất hay phải không nào? Có một bài thơ nói về một bạn nhỏ đã được làm rất là nhiều nghề khi bạn đi học ở trường mầm non đấy. Đó cũng chính là bài thơ Bé làm bao nhiêu nghề của nhà thơ Yến Thảo mà hôm nay cô muốn dạy cho các con đấy. Bây giờ các con hãy cùng lắng nghe cô Vân Anh đọc bài thơ nhé. Bé làm bao nhiêu nghề? Bé chơi làm thợ nề, xây nên bao nhà cửa. Bé chơi làm thợ mỏ, đào nên thật nhiều than. Bé chơi làm thợ hàn, nối nhịp cầu đất nước. Bé chơi làm thầy thuốc, chữa bệnh cho mọi người. Bé chơi làm cô nuôi, xúc cơm cho cháu bé. Một ngày ở nhà trẻ, bé làm bao nhiêu nghề. Chiều mẹ đến đón về, bé lại là cái cún. Bài thơ đến đây đã hết rồi. Các con vừa được nghe cô đọc bài thơ gì? Bài thơ do ai sáng tác nhỉ? À, đó là bài thơ Bé làm bao nhiêu nghề của tác giả Yến Thảo sáng tác đấy các con ạ. Bây giờ các con hãy cùng lắng nghe cô Vân Anh đọc bài thơ một lần nữa nhé. Xin mời các con cùng lắng nghe nào. Bé làm bao nhiêu nghề? Bé chơi làm thợ nghề, xây nên bao nhà cửa.
bé chưa làm thợ mỏ, đào lên thật nhiều than. Bé chưa làm thợ hàn, nối nhịp cầu đất nước. Bé chơi làm thầy thuốc, chữa bệnh cho mọi người. Bé chơi làm cô nuôi, xúc cơm cho cháu bé. Một ngày ở nhà trẻ, bé làm bao nhiêu nghề. Chiều mẹ đến đón về, bé lại là cái cún. Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ Bé làm bao nhiêu nghề của tác giả Yến Thảo đấy các con ạ. Trong bài thơ Bé làm bao nhiêu nghề nói về rất nhiều nghề trong xã hội. Bạn nhỏ trong bài thơ rất là vui và thích thú khi ở lớp vì được đóng vai rất nhiều ngành nghề khác nhau. Nhưng khi về nhà thì bạn nhỏ vẫn là cái cún đáng yêu của mẹ đấy các con ạ. Cô có một trò chơi rất là thú vị dành cho các con đấy. Đó là trò chơi Ai thông minh? Bây giờ các con hãy trả lời các câu hỏi sau đây nhé. Câu hỏi 1. Nghề đầu tiên mà bạn nhỏ đã đóng là nghề gì? Đáp án 1. Nghề thợ may. Đáp án 2. Nghề thợ nghề. Các con có 5 giây để suy nghĩ. 5 giây bắt đầu. Hết giờ. Đáp án đúng là đáp án 2. Nghề thợ nghề. Nghề thợ nghề còn gọi là nghề thợ xây đấy các con ạ. Bé chơi làm thợ nề, xây nên bao nhà cửa. Câu hỏi tiếp theo, nghề thợ mỏ thì làm gì nhỉ? Đáp án 1, đào than. Đáp án 2, chữa cháy. Các con có 5 giây suy nghĩ. Hết giờ. Và đáp án đúng của chúng ta là đáp án 1, đào than. Xin chúc mừng các con. Bé chơi làm thợ mỏ, đào lên thật nhiều than. Bạn nhỏ đã làm nghề gì nữa các con nhỉ? Đáp án 1, thợ hàn. Đáp án 2, bộ đội. Các con có 5 giây suy nghĩ. Hết giờ. Đáp án đúng là đáp án 1, thợ hàn. Bé chơi làm thợ hàn, nối nhịp cầu đất nước. Bé làm nghề gì để chữa bệnh cho mọi người? Đáp án 1, thợ cắt tóc. Đáp án 2, thầy thuốc. Các con có 5 giây suy nghĩ. 5 giây bắt đầu. Hết giờ. Và đáp án đúng của chúng ta là đáp án 2, thầy thuốc. Xin chúc mừng các con. Bé chơi làm thầy thuốc, chữa bệnh cho mọi người. Câu hỏi tiếp theo, khi làm cô nuôi, bé làm những công việc gì? Đáp án 1, may quần áo. Đáp án 2, xúc cơm. Hết giờ. Xin chúc mừng các con đã chọn đáp án 2, xúc cơm. Bé chơi làm cô nuôi, xúc cơm cho cháu bé. Câu hỏi tiếp theo, khi ở lớp, bạn nhỏ đã đóng vai những nghề nào? Đáp án 1, thợ nề, thợ mỏ, thợ hàn, cô nuôi, thầy thuốc. Đáp án 2, thợ dệt, cứu hỏa, bộ đội, thợ cắt tóc, thợ may. 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Giờ, xin chúc mừng các con chọn đáp án 1, thợ nề, thợ mỏ, thợ hàn, cô nuôi, thầy thuốc. Một ngày ở nhà trẻ, bé làm bao nhiêu nghề? Khi mẹ đón bé về, bé lại là ai nhỉ? Đáp án 1, cái cún. Đáp án 2, bác sĩ. Các con có 5 giây suy nghĩ. Đáp án đúng là đáp án 1, cái cún.
chiều mẹ đến đón về, đó lại là cái cuốn. Bây giờ các con hãy cùng lắng nghe cô Vân Anh đọc bài thơ một lần nữa nhé. Xin mời các con cùng lắng nghe nào. Bài thơ Bé làm bao nhiêu nghề. Bé chưa làm thợ nề, xây nên bao nhà cửa. Bé chưa làm thợ mỏ, đào lên thật nhiều thêm. Bé chưa làm thợ hàn, nối nhịp cầu đất nước. Bé chưa làm thầy thuốc, chữa bệnh cho mọi người. Bé chưa làm cô nuôi, xúc cơm cho cháu bé. Một ngày ở nhà trẻ, bé làm bao nhiêu nghề. Chiều mẹ đến đón về, bé lại là cái cún. Các con hãy suy nghĩ xem, để giúp ích cho xã hội thì các con sẽ làm nghề gì và các con sẽ làm như thế nào? Các con ạ, trong xã hội có rất nhiều ngành nghề khác nhau đấy, và mỗi ngành nghề đều mang lại lợi ích riêng cho cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, các con phải biết yêu lao động, kính trọng và biết ơn những người lao động các con nhé. Bài học hôm nay đến đây đã hết rồi. Cô Vân Anh xin chào tất cả các con. Hẹn gặp lại các con ở bài học lần sau nhé.